sẽ đi vào ăn lẩu Ăng Cầu Hot Pot nhé. Đây. Đây mọi người, đây là tiệm Ăng Cầu Hot Pot. Đây. Tôm này. Cua. Mình ăn thoải mái luôn nhé mọi người. Ba loại sốt cay, cay vừa, cay quá. Thì mình muốn ăn loại nào thì ăn. Đây là những cái đồ ăn rau. You can try this one. Yeah. Hey, if my favorite. Yeah. Đây là lòng bò nhé. Và lá sách bò này. À, con chấm chép. Các loại rau, các cái đồ tàu hũ. Đây, đây mọi người, đây khuyên khoe, xin đâu khoe bồ. Mọi người, đây là cái bò, không biết là cái này là cái gì nữa, bò gì mình không biết nữa. Đây là xì ca lập. Cua. Đấy là cái gì? Con bò. Cái này là cái gì của bò quên mất. Dài. I don't want to get hurt. Yeah, I beat this one. Really? Yeah. Oh. Amber's job too.
This one or prawn, right? Yeah, yeah, yes. Yeah. Arms, tummy. Thank you. Oh, yeah, she said that was. Yeah, really good. Yeah. Everyone got the job. And the amber worker, too. Yeah. That was one of the ones. Amber, bartender? No, waitress. On the guard. One of the, Friday's the one of those two, yeah. I just see her as a little bit. Yeah, she didn't go to the waitress. Are they? Yeah. I thought they met at the Delta. I think she waited for the fortune idea. Something like that? Because we still live at home. Remember, she had a Civic, the black Civic, the blue Civic. Yeah, I think they like the Jeeps. Because her name is Jeeps. Má uống cái hết á. Hả? Đúng rồi, đúng rồi. Má đi bọc bọc. Thả này phải không? Đúng rồi. Nó dài không chứ? Má chỉ thích đi xé cho mọi người ăn thôi. Tưởng em live stream. Cá ghẹ cá cua. Nóng, vừa nóng cay. Yeah, what do you think of I'm not at the age where it matters, but do you think like lifting heavy stunts grow when you're younger? Or what do you think? I think your age you're at, you don't want to. I feel like if you're like người ấy mình ăn dessert kem này, đó, cái kem có cam, nhưng mà trong chỉ dòi của thì có cam. Ngon đấy. Đây nhá, rotisserie chicken, đây là phô chicken grill, like cooked to the bottom, take into the money. Yeah, sure. But that's only 2 years. That's only like 7 acres. Này à, dắt con đi ăn sang này like, chơi, à, nó hay nó ở mình. Sang lầu no, mà nay có thời gian đi đem nó đi ăn. Kevin, he's like, Kevin says he's like really fat. He's like, he didn't like that. No, but I'm just saying that. But you're not gonna eat that much. I'm saying, but I'm just saying that. No, that's how that works. That's one of the systems. And Father Day. Thì tuần trước là ngày lễ Pha ở đây mà chồng mình không có nhà nên bảo thôi để đến rốn tuần này đi ăn luôn. Ngon. Mình đi ăn thì còn được 3 cái hộp này Happy Life, không biết Uncle Hot Pot.
Còn mình, biết được của mom Việt Nam. Mấy cái chén như mấy cái đồ không? Mọi người ơi, mình đi ăn thì người ta cho thêm một hộp quà thì mình mở ra trong đó hai cái chén, hai đôi đũa đây mọi người. Là để happy life. Đẹp chưa? Okay. Thì mình đi ba người được ba bộ. Thế mọi người hãy cho mình tạm dừng video tại đây nhé. Một lần nữa mình cảm ơn mọi người rất nhiều đã xem hết video đi ăn lẩu hải sản của mình nhé. Nếu mọi người thấy video của mình hay và bổ ích thì hãy comment ở dưới video để mình có thêm động lực ra nhiều video mới. Xin chào và hẹn gặp lại. Bye bye.